Xin mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của cửa sổ công nghệ trên FPNC. Thưa quý vị, chúng ta cùng mở đầu chuyên mục công nghệ tuần qua với một thông tin khá đặc biệt. Đó chính là thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị thuê bao trả trước cũng phải ký hợp đồng với nhà mạng như thuê bao trả sau, nhằm quản lý hiệu quả hơn các loại thuê bao này và ngăn tin nhắn rác. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thuê bao di động trả trước và thuê bao di động trả sau chỉ khác nhau ở hình thức thanh toán. Vì vậy, thành phố kiến nghị thuê bao trả trước cũng phải ký hợp đồng với doanh nghiệp để việc quản lý được chính xác như đối với thuê bao trả sau. Về giải pháp ngăn tin nhắn rác, thành phố đề nghị Bộ có hướng dẫn cụ thể quy định về giới hạn tần suất nhắn tin từ mỗi nguồn gửi để nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn thực hiện. Thành phố cũng đề nghị Bộ yêu cầu các doanh nghiệp kiểm soát, kiểm tra việc kích hoạt SIM hàng loạt qua phần mềm, qua thiết bị mà không cần tháo rời SIM khỏi kit của các đại lý. Các điểm đăng ký thông tin theo tần suất hàng giờ, hàng ngày, đặc biệt là giai đoạn triển khai chương trình khuyến mãi. Trả lời câu hỏi của một người dùng Facebook ở Cairo, Zuckerberg cho biết nút mới này không chỉ đơn giản là nút dislike, mà phải là một nút nào đó mang nhiều sắc thái hơn. Chúng tôi không muốn chỉ tạo ra một nút dislike, bởi vì chúng tôi không muốn đưa Facebook vào một diễn đàn mà mọi người chỉ có thể nhấn thích hoặc không thích đối với mỗi status được chia sẻ. Tôi muốn nói rằng điều đó không phải là một hình thái cộng đồng mà chúng tôi mong muốn tạo ra. Thay vào đó, ông cho rằng biểu tượng thay thế cho nút like sẽ cho phép người dùng biểu lộ nhiều cảm xúc rộng hơn đối với nội dung được chia sẻ, đặc biệt là những nội dung chứa thông tin không mấy vui vẻ. Không phải mọi khoảnh khắc đều tốt, và nếu bạn đang chia sẻ một thông tin buồn, như là khủng hoảng người di cư hay một thành viên trong gia đình qua đời, thì sẽ thật không thoải mái nếu như nhấn vào nút like. Mặc dù bạn bè muốn bày tỏ rằng họ thông cảm với bạn, cho nên tôi nghĩ rằng điều quan trọng là đưa cho mọi người nhiều sự lựa chọn hơn là chỉ một nút like. Mark Zuckerberg cho biết nút mới sẽ sớm được đưa vào thử nghiệm. Việc tạo nên một sự tương tác mà mọi người muốn nó thật đơn giản, thực ra lại phức tạp đến không ngờ, nhưng chúng tôi đã có ý tưởng và sẽ sớm đưa vào thử nghiệm. Tùy thuộc vào phản ứng của công chúng mà chúng tôi sẽ quyết định có phát triển rộng rãi hay không. Facebook hiện là mạng xã hội lớn nhất thế giới với 1,5 tỷ người dùng. Sau YouTube Space tại Sao Paulo, Google cho biết đang chuẩn bị mở thêm YouTube Space thứ hai tại Brazil, đặt ở thành phố Rio de Janeiro. Đây là nơi cộng đồng những người dùng YouTube có thể đến để học tập, trao đổi và sản xuất các video clip hoàn toàn miễn phí. Dự kiến, YouTube Space Rio de Janeiro sẽ có diện tích 2.000 m2, tọa lạc tại trung tâm của thành phố này là khu vực Porto Maravilha. Tôi tin rằng ở Rio có rất nhiều năng lượng sáng tạo, rất nhiều người trong số đó đang tìm cho mình một ngôi nhà mới, một tương lai mới trong lĩnh vực truyền thông, vì ngành này vẫn đang thay đổi và phát triển. Và chúng tôi thực sự muốn trung tâm này là một nền tảng để những người sáng tạo trở thành được những gì mà họ mong muốn. Brazil là một trong năm thị trường đầu tiên của YouTube trên thế giới với 70 triệu người xem. Đến nay, ngoài Sao Paulo của Brazil, YouTube Space còn được xây dựng tại Los Angeles, London, Tokyo, New York và Berlin. Được phát hành bởi Viện Khoa học Hoàng gia Anh từ hôm 27 tháng 8 2015, một đoạn phim thí nghiệm hợp chất nổ siêu nhạy cảm Nitrogen Trioride đã thu hút hơn nửa triệu lượt xem trên Internet. Trong đoạn phim, kỹ thuật viên Andy Mameri chỉ cần chạm nhẹ vào một quả bóng bay hay mẫu gỗ vào chất bột màu cam tím là ngay lập tức tạo ra phản ứng nổ mạnh mẽ khói màu đỏ cam. Các chuyên gia cho biết Nitrogen Trioride là một hợp chất vô cơ có tính không ổn rất cao với cấu trúc ba nguyên tử iốt bao quanh một nguyên tử nitơ. Chỉ cần một con muỗi đậu vào hợp chất này cũng có thể phát nổ. Một robot bartender sản xuất bởi công ty Maker Shaker của Ý đang làm dậy sóng giới pha chế thế giới. Kỹ sư Carlo Ratti từng giới thiệu hệ thống này tại triển lãm Milan World Expo vào ngày 20 tháng 8 năm nay. Khách hàng có thể điều khiển hệ thống Maker Shaker này thông qua điện thoại di động của họ và quan sát quá trình pha chế đồ uống. Kỹ sư Ratti và cộng sự đã kỹ thuật số hóa cử động của một bartender thật để lập trình cử động của những cánh tay robot này. Phát ngôn viên của hãng Maker Shaker, ông Saverio Banata cho biết, robot bartender có thể pha chế hơn 40 loại đồ uống. Để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật, anh Laurent Bernadette, một kỹ sư người Pháp đã chế tạo thành công cây violon điện tử bằng công nghệ in 3D. Cây violon 3D Varius này được thiết kế dựa theo chiếc violon huyền thoại Stradivarius, nhưng mẫu mã thì hiện đại hơn. Ý tưởng này cũng lâu rồi vì mê violon nên sau khi học xong ngành kỹ sư cơ khí, tôi đã tìm ra một dự án có thể gộp hai niềm đam mê đó lại với nhau. Sau nhiều lần thử nghiệm với những vật liệu khác nhau, anh Laurent quyết định chọn nhựa thông hoạt tính để làm chất liệu cho cây violon điện tử này. So với những cây violon điện tử bình thường khác thì cây này chỉ nặng có 440g. Anh Lauren cho biết quá trình in chỉ mất 24 tiếng đồng hồ, tuy nhiên sau đó anh phải mất gần một tuần để làm sạch cây đàn theo cách thủ công, xử lý nhựa bằng tia cực tím và cuối cùng là lắp dây đàn.
Chiếc violon in 3D nguyên mẫu này có giá 10.000 euro. Tuy nhiên, theo anh Lauren, những phiên bản sau đó sẽ được bán với giá từ 4.000 đến 6.000 euro. Đây cũng là cây đàn violon điện tử in bằng công nghệ 3D đầu tiên trên thế giới. Tên lửa đẩy Trường Chinh 3B vừa phóng thành công vệ tinh thí nghiệm công nghệ truyền thông đầu tiên của Trung Quốc vào lúc 23 giờ 42 phút ngày 12 tháng 7 vừa qua. Vệ tinh được phóng đi từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Sương thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, theo một quỹ đạo được định vị trước. Thử nghiệm lần này nằm trong chương trình triển khai thí nghiệm công nghệ băng thông rộng dải tầng K của Trung Quốc, với triển vọng đưa vào ứng dụng rộng rãi trong thông tin quân sự và dân sự hiện đại. Sự kiện đồng thời đánh dấu lần thứ 208 hệ thống tên lửa đẩy Trường Chinh phóng thành công vệ tinh vào quỹ đạo. Theo yêu cầu của Bộ Thông tin Truyền thông, các nhà mạng chỉ được thử nghiệm mạng 4G tại tối đa 3 tỉnh thành và phải đảm bảo yếu tố vùng phủ sóng có thành thị lẫn nông thôn. Tại mỗi tỉnh thành, doanh nghiệp tự chủ động phân bố hạ tầng mạng 4G nhưng không vượt quá 100 trạm. Thời gian được phép triển khai thử nghiệm dịch vụ là 1 năm. Ngoài dịch vụ truy nhập dữ liệu Internet, cơ quan này cũng khuyến khích thử nghiệm dịch vụ thoại tin nhắn trên nền 4G. Về giá cước, nhà mạng sẽ có trách nhiệm thông báo giá cước dịch vụ đến Cục Viễn thông và các khách hàng tham gia thử nghiệm. iPhone 6S hay là Samsung Galaxy S5 có thể là những chiếc smartphone được nhiều người hâm mộ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa chúng là những chiếc smartphone có sản lượng bán ra cao nhất tại thị trường Việt Nam. Vậy đâu là đặc điểm và tiêu chí về một chiếc smartphone được nhiều người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhất trong thời điểm này? Mời quý vị cùng xem một đoạn phân tích ngắn sau đây. Đâu là tiêu chí cho một chiếc smartphone đang được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất hiện nay? Thứ là một khảo sát nhỏ nhỏ dựa vào những gì đang diễn ra trên thị trường bán lẻ. Với các thông tin được hai hệ thống bán lẻ điện thoại di động lớn nhất trên thị trường trong nước là Thế Giới Di Động và FPT Shop công bố. Cụ thể, số liệu tổng kết tháng 8 năm 2015 của Thế Giới Di Động cho biết, top sản phẩm điện thoại có sản lượng bán ra nhiều nhất lần lượt là Samsung Galaxy Grand Prime, Galaxy J500, Galaxy J700, Galaxy J1, J100 và Oppo Neo 5 R1201. Trong khi đó, tại hệ thống FPT Shop, chiếc smartphone bán ra nhiều nhất tháng này là iPhone 6. Theo sau đó lần lượt là các mẫu Galaxy J5, Oppo Mirror 5, Galaxy Core Prime và Oppo Neo 5. Vậy có điểm gì chung ở những mẫu điện thoại bán chạy nhất thị trường trong tháng qua? Đầu tiên về mức giá, nhóm khách hàng đông đảo nhất của thị trường smartphone Việt Nam chính là những người tiêu dùng với mức thu nhập vừa phải. Và ngân sách trung bình mà họ bỏ ra để sắm một chiếc smartphone mới là khoảng 5,5 triệu đồng. Với mức kinh phí này, người tiêu dùng sẽ chọn một sản phẩm có cấu hình ra sao? 7 trên 10 mẫu điện thoại chạy vi xử lý 4 nhân, tốc độ 1.2 đến 1.3 GHz. 5 trên 10 sản phẩm có RAM 1GB, 6 trên 10 sản phẩm có bộ nhớ trong 8GB và 8 trên 10 mẫu có dung lượng pin từ 2000 mAh trở lên. Cùng với đó, với nhu cầu lướt web, chụp ảnh và sử dụng mạng xã hội cao, độ lớn của màn hình và camera của điện thoại rất được quan tâm. 5 trên 10 sản phẩm có màn hình 5 inch trở lên, độ phân giải của camera sao phổ biến ở mức 8 đến 13 MP. Điều đặc biệt hơn, sau trào lưu sử dụng điện thoại phổ thông 2 SIM 2 sóng, khi chuyển qua dùng smartphone, hầu hết người tiêu dùng Việt Nam vẫn ưu tiên chọn những chiếc điện thoại hỗ trợ khả năng này. Cụ thể, 9 trên 10 mẫu điện thoại bán chạy nhất tháng qua tại Thế Giới Di Động và FPT Shop là smartphone 2 SIM 2 sóng. Trường hợp cá biệt chính là mẫu iPhone 6. Bên và những cái ứng dụng như chẳng hạn là kết nối TV hoặc là kết nối máy tính chẳng hạn vậy. Dành cho công việc cỡ 3 triệu trở lên hoặc 5 triệu dành cho những người có thu nhập thấp sẽ tốt hơn. Thứ nhất là về cấu hình của sản phẩm. Cái nữa là về những tính năng nghe gọi là bình thường rồi ha. Mình thêm tính năng ví như là chụp hình rồi những cái tiện ích khác trên cái điện thoại, nhưng mà nghĩ là bây giờ là giới trẻ hay là chụp hình là phải là camera trước phải là bao nhiêu chấm, camera sau phải là bao nhiêu chấm, chụp chấm đẹp, thì đó là những cái tiêu chí. Thì về giá, giá nó hợp lý một tí xíu. Nắm được những tiêu chí đặc thù của thị trường, không chỉ các tên tuổi quen thuộc, những thương hiệu smartphone mới lần lượt đặt chân vào thị trường Việt Nam thời gian gần đây như Honor hay Obi Warphone đều đi theo chiến lược nhắm đến phân khúc điện thoại tầm trung và đưa ra các sản phẩm với các tuyên bố đánh đúng tâm lý của số đông. Đó là thiết kế đẹp, cấu hình mạnh nhưng giá vừa phải. Việt Nam là một trong những thị trường smartphone tăng trưởng nhanh nhất thế giới với lực lượng dân số trẻ đông đảo. Rất nhiều người chuyển từ điện thoại phổ thông sang dùng điện thoại thông minh. Do đó có một lượng lớn người dùng mua smartphone lần đầu tiên. Chúng tôi phát triển Obi Warphone cũng đáp ứng những nhu cầu này. Đó là nhu cầu cao về thiết kế đi cùng với công nghệ nhưng đảm bảo cho những người trẻ có thể không có đủ ngân sách mua những chiếc điện thoại đắt tiền nhất vẫn sở hữu chiếc điện thoại đáp ứng đủ nhu cầu. Theo hãng nghiên cứu thị trường GfK Việt Nam, quý 2 vừa qua thị trường thiết bị liên lạc nói chung tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, với sự đóng góp mạnh mẽ của sản phẩm điện thoại di động, doanh thu của nhóm ngành hàng này đạt 14,5 nghìn tỷ, mức doanh thu lớn nhất trong các nhóm ngành của thị trường công nghệ.
Riêng thị trường smartphone tháng 9, các nhà bán lẻ nhận định thị trường nhìn chung tăng trưởng khá vì đây là thời điểm mùa thị trường. Về mặt sản phẩm, nhân tố chính làm khuấy động thị trường tháng này không gì khác chính là bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus của Apple. Tuy nhiên, sự sôi động này cũng mang tính tâm lý là chính, vì những chiếc iPhone 6S và 6S Plus đầu tiên về thị trường cũng phải cuối tháng này qua con đường sách tay và có giá khởi điểm vào khoảng 30 triệu đồng, cao hơn khoảng 10 triệu so với giá niêm yết của Apple. Trong khi đó, ở thị trường chính hãng lại có các đại lý bán lẻ. Những sản phẩm đáng chú ý sẽ được lên kệ lần lượt trong tháng, có thể kể đến là HTC One M8 i1 i9 Duo, HTC DJI 728, Sony Xperia M5 Duo, C5 Ultra. Vừa rồi là chuyên mục công nghệ tuần qua, sau đây sẽ là nội dung chính trong phần tiếp theo. Cuộc trao đổi với Chi hội An toàn thông tin phía Nam về các hoạt động ứng phó với tình hình an toàn thông tin giai đoạn tới.